Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa đưa ra dự thảo quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở để lấy ý kiến toàn quốc. So với quy chế cũ, dự thảo lần này có nhiều điểm mới, trong đó việc sẽ bỏ xếp loại tốt nghiệp theo các mức trung bình khá giỏi. Điểm mới này đang ghi nhận những ý kiến trái chiều đến từ các giáo viên và học sinh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Dự thảo thông tư của Bộ Giáo dục Đào tạo về quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đề xuất bỏ điều khoản xếp loại giỏi, khá, trung bình trong bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, và việc xét công nhận tốt nghiệp căn cứ vào kết quả rèn luyện và học tập năm học lớp 9 của người học. Dự thảo cũng quy định người học đang theo học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở không quá 21 tuổi, đối với người học đang theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở từ 15 tuổi trở lên. Theo một số cán bộ quản lý trường trung học cơ sở trong tỉnh, những quy định trên sẽ giảm bớt áp lực cho học sinh lớp 9 và phù hợp với việc đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Bỏ cái xếp loại trong cái bằng tốt nghiệp của em học sinh là phù hợp. Cái bằng tốt nghiệp là coi như là một cái chứng nhận để các em hoàn thành một bậc học và là một trong những cái hồ sơ để các em đủ điều kiện mà tuyển sinh vào lớp 10. Trong cái dự thảo này là độ tuổi thì từ 15 đến 21 tuổi, như vậy thì tôi thấy cũng có thể là để phổ cập được cho tất cả những học sinh mà với cái lứa tuổi này là hoàn thành chương trình cấp 2. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, vẫn còn có những ý kiến bày tỏ băn khoăn về việc bỏ xếp loại tốt nghiệp sẽ ảnh hưởng đến động lực học tập, phấn đấu của học sinh. Nếu là bỏ thì là một cái niềm vui cho các học sinh, đỡ đi áp lực cho các em. Nhưng bên cạnh đó thì nó cũng là một cái khó khăn, trăn trở để đánh giá cho những cái học sinh mà vượt khó học tập tốt. Theo em thấy thì bằng tốt nghiệp không chỉ là minh chứng cho việc tốt nghiệp của học sinh mà nó còn là minh chứng cho việc cố gắng, phấn đấu, nỗ lực phấn đấu trong 4 năm học hành của học sinh. Nếu bỏ nó đi thì nó cũng sẽ khiến cho rất nhiều bạn mất động lực để phấn đấu. Dự thảo thông tư này của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng có thêm điểm mới là giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động quyết định số lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng không quá 2 lần mỗi năm, khác với quy định hiện hành chỉ cho phép 1 lần vào thời điểm kết thúc năm học. Đây là điểm sửa đổi mang tính nhân văn nhằm bảo đảm tốt quyền lợi và đem lại nhiều cơ hội học tập hơn nữa cho học sinh trong bối cảnh cả nước đang thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Cơ hội này sẽ giúp các em có thêm nhiều hy vọng và động lực trong việc học tập, định hướng nghề nghiệp tương lai. Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đến hết ngày 2 tháng 12 năm 2023.